Ngày 8 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng. Hội nghị cơ bản thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp do Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. Trong phần kết luận, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố cần tập trung sắp xếp thứ tự ưu tiên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên nhiều lĩnh vực với phương châm chính quyền cùng với người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 98 triển khai thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đó là tạo điều kiện thuận lợi để cho thành phố thực hiện sứ mệnh của mình đối với sự phát triển trong giai đoạn tới. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn giá, tăng cường đối thoại lắng nghe, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. Về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trong nhiệm vụ này phải bám sát và triển khai rộng rãi có chiều sâu về nghị quyết 31, nghị quyết 98 đến đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị của thành phố để nhận thức đúng và hành động quyết liệt gắn với việc thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải hết sức bình tĩnh trước mọi tác động từ bên ngoài, vững vàng trước mọi thử thách, bản lĩnh trước mọi quyết định, để Thành phố Hồ Chí Minh sớm tạo bước đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững theo mong đợi của Đảng và của nhân dân. Để có được những kết quả cho đến ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hiệu quả từ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh thành trong cả nước, nhất là các tỉnh trong khu vực. Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí, nỗ lực, quyết tâm, ý thức tổ chức, kỷ luật của hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực để đưa nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng vào cuộc sống.